Quỳnh Anh và Ngọc Triều xin thân ái kính chào quý khán thính giả Huyền Việt TV. Đây là bản tin buổi chiều của chúng tôi, chiều ngày thứ tư trong tuần. Chào Quỳnh Anh. Dạ, Quỳnh Anh xin kính chào quý khán giả của Huyền Việt TV. Thân ái mến chào anh Ngọc Triều, thưa anh. Kính thưa quý vị khán thính giả, phần tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý vị khán thính giả trong bản tin chiều nay với Quỳnh Anh. Kính thưa quý khán giả, mở đầu phần tin Hoa Kỳ. California hỗ trợ đến 13.000 đô la để gia cố nhà có tầng mềm ở Oakland, San Francisco và Berkeley. Các chủ nhà ở Oakland, San Francisco và Berkeley có nhà bao gồm chỗ sinh sống phía trên garage, thường gọi là tầng mềm, có thể đủ điều kiện nhận hàng ngàn đô la để gia cố nhà cửa theo một chương trình thử nghiệm do chính quyền liên bang tài trợ. Chương trình thử nghiệm mang tên Tầng mềm động đất ESS cung cấp cho chủ nhà đủ điều kiện ở California đến 13.000 đô la để gia cố địa chấn cho những căn nhà có tầng mềm. Chương trình này do chương trình giảm thiểu thiệt hại nhà ở California, viết tắt là CRMP quản lý, và cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang FEMA hỗ trợ ngân sách. Chương trình gia cố ESS sẽ gia cố tường garage và công trình để ngăn chỗ sinh sống phía trên garage sụp xuống garage trong trường hợp động đất xảy ra. Chương trình thử nghiệm hiện giới hạn tại một số mã bưu chính cụ thể ở Berkeley, Oakland, San Francisco, Pasadena và Los Angeles. Những căn nhà ở khu vực này phải xây dựng trước năm 2000. Chủ nhà có thể tìm hiểu thêm về chương trình ESS và ghi danh nhận hỗ trợ trên trang web CRMP. Kế hoạch của phía Cộng hòa có thể giảm hỗ trợ lương thực đối với gần 1 triệu người. Gần 1 triệu người Hoa Kỳ sẽ khó tiếp cận hỗ trợ lương thực liên bang theo một đề nghị của phía Cộng hòa để mở rộng các quy định của chương trình. Tổng thống Joe Biden công bố sẽ phủ quyết nếu kế hoạch này được Quốc hội thông qua. Quy định mở rộng của chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung SNAP được đưa vào kế hoạch vừa được Chủ tịch Hạ viện là Kevin McCarthy công bố vào tuần trước để nhằm cắt giảm chi tiêu của liên bang và nâng mức nợ công lên. Hạ viện có thể bỏ phiếu cho kế hoạch này trong ngày thứ Tư ngày hôm nay. Và theo đề nghị trên, thì người trưởng thành kể từ 18 cho đến 56 tuổi không bị khuyết tật hay không có người phụ thuộc sẽ phải tham gia vào chương trình đào tạo việc làm ít nhất là 20 giờ một tuần để nhận trợ cấp SNAP, thường được gọi là tem phiếu thực phẩm. Trong hơn 3 tháng, quy định hiện hành của SNP chỉ áp dụng cho người trưởng thành đến 50 tuổi. Và phát ngôn viên Bộ Nông nghiệp cho biết quy định mở rộng này có thể ảnh hưởng đến gần 1 triệu người. Khoảng 42.4 triệu người sẽ nhận trợ cấp SNAP trong năm nay. Và Bộ trưởng Nông nghiệp là Tom Vilsack cho biết rằng bằng chứng cho thấy là giới hạn 3 tháng của SNAP sẽ gây tổn hại nhiều hơn lợi ích cho lực lượng lao động, kinh tế địa phương và việc giải quyết đói kém. Các nhà vận động chống đói ăn chỉ trích đề nghị trên và cảnh báo nó có thể làm tình trạng đói kém tồi tệ hơn tại thời điểm khi mà có nhiều người Hoa Kỳ phải tăng tiền để mua lương thực do lạm phát và trợ cấp liên bang giảm. Các dân biểu Cộng hòa thúc đẩy dự luật trần nợ bất chấp lo ngại của đảng. Thưa quý vị, các dân biểu Cộng hòa hôm thứ Ba cho biết, trong tuần này họ sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu cho một dự luật để cắt giảm chi tiêu và nâng trần nợ 31.400 tỷ đô la của chính phủ, bất chấp dấu hiệu phản đối ngày càng tăng ngay trong chính đảng của họ. Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy không trả lời khi báo giới hỏi liệu đảng Cộng hòa có đủ 218 phiếu cần thiết để thông qua dự luật hay không. Nhưng ông nói rằng ông sẵn sàng thúc đẩy mà không sửa đổi dự luật để vận động sự ủng hộ. Ông cho hay Hạ viện sẽ bỏ phiếu cho dự luật trong tuần này. Văn phòng Ngân sách Quốc hội CBO hôm thứ Ba cho biết dự luật sẽ giảm thâm hụt ngân sách liên bang 4.800 tỷ đô la trong thập niên tới nếu nó trở thành luật. Dân biểu Tom Emmer dự báo dự luật sẽ được thông qua. Ông McCarthy chỉ có thể mất không quá 4 phiếu để giành được sự chấp thuận của Hạ viện. Nhưng ít nhất nhiều người có vẻ không ủng hộ dự luật. Bất chấp số phận của dự luật tại Hạ viện, đề nghị này ít có khả năng được Thượng viện thông qua. Và Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng thống Biden sẽ phủ quyết nếu dự luật chuyển lên bàn của ông.
Ông Biden nói rằng quốc hội phải nâng trần nợ vô điều kiện như đã thực hiện 3 lần thời Tổng thống Trump. Vỡ nợ sẽ là hoàn toàn vô trách nhiệm. Phía Cộng hòa hy vọng thể hiện sự đoàn kết có thể buộc ông Biden phải thương thảo sau cuộc đối đầu nhiều tháng. Chủ tịch Ủy ban Chuẩn chi Hạ viện Kay Granger cho hay, các lãnh đạo Cộng hòa vẫn đang vận động ủng hộ, nhưng dự luật có thể đưa ra bỏ phiếu trong ngày thứ Tư hôm nay. Ứng cử viên Tổng thống Nikki Haley vận động những người theo phía Cộng hòa ôn hòa về việc phá thai. Cựu thống đốc của South Carolina Nikki Haley vào hôm thứ Ba cho biết, cá nhân của bà phản đối quyền phá thai nhưng không thành kiến với những người có quan điểm khác. Một bình luận hiếm thấy từ một ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa về một trong những vấn đề tế nhị trong cuộc vận động tranh cử vào năm 2024. Trong bài phát biểu khoảng 20 phút, bà Haley đã gọi cuộc tranh luận xung quanh phá thai là vấn đề mỗi tiểu bang phải quyết định. Trong khi bà ủng hộ dự luật hạn chế quyền phá thai ở cấp liên bang, bà cho biết rằng thực tế phía Cộng hòa khó mà giành được thế đa số cần thiết tại Quốc hội để thực hiện nghị trình của họ. Do đó, toàn thể người dân Hoa Kỳ cần đặt đồng thuận về vấn đề này. Bà cho biết là bà không xét đoán ai ủng hộ sự lựa chọn, cũng như bà không muốn họ xét đoán bà vì ủng hộ sự sống. Đây là vấn đề gai góc đối với các ứng cử viên Cộng hòa, và họ hầu như tránh nhắc đến trong những tháng đầu của cuộc vận động tranh cử năm 2024. Khi họ thảo luận, họ phải đưa ra những chính sách cụ thể. Mặc dù phần lớn cử tri của đảng nó mạnh mẽ phản đối việc phá thai, phần lớn người dân Hoa Kỳ cho rằng phá thai cần được cho phép trong đa số trường hợp. Một cuộc khảo sát của Reuters Ipsos trong tháng này cho thấy 43% người theo phía Cộng hòa cho biết rằng họ sẽ không bỏ phiếu cho một chính khách ủng hộ hạn chế quyền phá thai. Trong cuộc phỏng vấn với đài ABC vào hôm Chủ nhật, thì dân biểu Nancy Massey cho hay là đảng Cộng hòa sẽ thất bại nặng nếu mà họ tiếp tục thúc đẩy các quy định phá thai một cách nghiêm ngặt. Qua tin tiếp theo, Thống đốc Washington Jay Inslee ký lệnh cấm võ khí tấn công. Thống đốc Washington Jay Inslee hôm thứ Ba đã ký 3 dự luật cải cách súng thành luật, trong đó có lệnh cấm võ khí tấn công, đưa Washington trở thành tiểu bang thứ 10 cấm võ khí tấn công như súng AR-15 và AK-47. Dự luật HB-1240 cấm hơn 50 mẫu súng, trong đó có súng trường, bắn một viên đạn khi bóp cò và tự động nạp đạn cho phát súng kế tiếp. Thống đốc cho hay, các chủ súng hiện tại có thể giữ lại võ khí tấn công của họ. Chủ súng cũng có thể bán võ khí tấn công của họ cho nhà bán lẻ có giấy phép để bán súng ra tiểu bang khác. New York, California và New Jersey nằm trong số những tiểu bang cấm võ khí tấn công, loại súng chủ yếu sử dụng trong các vụ nổ súng hàng loạt như các vụ thảm sát gần đây ở Nashville và Louisville. Theo một nghiên cứu vào năm 2019 đăng tải trên tạp chí Journal of Trauma and Acute Care Surgery, khoảng 85% số thương vong trong các vụ nổ súng hàng loạt là do võ khí tấn công gây ra. Sau khi ký dự luật, thống đốc nói rằng, hôm nay tiểu bang Washington kiểm soát ngành súng, cải thiện sức khỏe, an toàn và tính mạng của người dân tiểu bang. Ông nhắc lại số tử vong vì súng đạn ở tiểu bang Washington giảm từ năm 2018 cho đến 2021 sau khi tiểu bang ban hành một loạt các quy định súng. Ông Inslee cũng ký thành luật 2 dự luật súng khác. HB-1143 quy định chủ súng mới phải hoàn thành một khóa huấn luyện về cất giữ súng an toàn và hiểu rõ luật tự vệ. SB-5078 giải thích rõ trách nhiệm pháp lý của nhà sản xuất súng khi cho phép mua súng dùng người khác, bán súng cho người bị cấm mua súng hoặc tiếp thị súng với trẻ em. Một vị thượng nghị sĩ của tiểu bang Florida đã đề nghị sửa đổi luật từ chức để ra tranh cử. Một thượng nghị sĩ của tiểu bang Florida vào hôm thứ Ba đưa ra đề nghị một sửa đổi để loại bỏ một rào cản lớn đối với thống đốc Ron DeSantis nếu ông quyết định ra tranh cử tổng thống vào năm 2024. Vị thượng nghị sĩ Cộng hòa Travis Hudson đề nghị sửa đổi một dự luật bầu cử để nhằm sửa đổi nội dung của luật từ chức để tranh cử. Để quy định từ chức sẽ không áp dụng với những người tranh cử tổng thống hoặc là phó tổng thống Hoa Kỳ.
Hiện tại thì theo luật Florida, một công chức không thể tranh cử chức vụ khác có nhiệm kỳ chồng lấn với chức vụ hiện hành mà không nộp đơn từ nhiệm. Trong trường hợp của ông DeSantis, đơn từ chức sẽ phải nộp 10 ngày trước hạn chót sơ loại tổng thống của Florida vào đầu tháng 12. Việc từ nhiệm của ông sẽ không thể thay đổi được và có hiệu lực trong ngày tổng thống đắc cử nhậm chức năm 2025, ngay cả khi ông DeSantis thua trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ hoặc là cuộc tổng tuyển cử. Tiểu bang hủy luật từ chức để tranh cử vào năm 2007 khi mà thống đốc Charlie Crist lọt vào danh sách trở thành ứng cử viên phó tổng thống của ông John McCain vào năm 2008. Cựu thống đốc Rick Scott đã ký một luật vào năm 2018 để mà áp dụng lại quy định này. Nếu sửa đổi được thông qua thì nó sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7. Cuộc tranh luận về đề nghị sửa đổi và dự luật bầu cử sẽ diễn ra trong ngày thứ tư ngày hôm nay và có thể bỏ phiếu cùng ngày hoặc là vào ngày thứ năm. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ của Hồn Việt TV chiều nay. Và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin quốc tế.